Đường Sarada có Ananmata Kayopila, dự dược thích hợp gà ai đã nọ vùng là gà lợ và khánh hòa. Bẻ mi dược, mua dược, năng suất, số chất lượng, kaya Ananmata nông sáng và dược uni, do càng ngạ và trang uống đến ổ. Xin si mục đích ngạ nghiên cứu, ạ bởi mô bổ sung và lục, dược bì dịch Kayopila bà rào, dự lạ sẽ lệ ngạ phù hợp si đã nọ, tạm thổ nhưỡng, do là nghi khí hậu khánh hòa. Thủ đô Bờ Sập Tiêu Dục, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phối hợp si đại học Cần Thơ Pila Thể nghiệm Mạ Ia à Bì Chê Quýt, Tà o, Đi Sa Mô Tù Ngạ Địa Phương La Tín, Bộ Mô Hình Ngạ Quýt, Dông Ú Sài Mô Dược Triển Khai Đi Ba Địa Phương Có Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Xu Ninh Hòa. Mô Tù Mô Hình Bộ Dược Bị Lộ Á à Diên Tít, Lâu Rồ Bờ Mết buông, Đi Tây Ai Thụ Triển Khai Mô Hình Tà Ma Mạ, mạ tổ Ngạ, Bởi Mô Dược Kết Quả Đu Bịa Khá Quang năng suất mùa dự kiến bùng mi đạt tòa sắp đột tân đi đà nội bường cây dầu dục rong là ghế tiết kiệm hồ lạ rọ sẽ lệ tụ ngạ thị trường tiết thủ đà nội ba nào và bảy không mùa già dạ nào ngạ mùa dược phục hồi và giúp tạo điều kiện bắt lọc nâng cao mạ thu nhập gà manu nông dân Si khang giật bề bị dẹt quyết đường Saradak, Urak O ủ rạc ổ bồ trung tâm ta sa lệ ngạ xì dựa chuyên ngạ, béo ăn cỏ tiến sĩ Nguyễn Bá Phú, cổ mà nuôi bù giật bà, đi ba phần bà quyết đường Saradak, đạc, ủ đi Đi bộ xì, trung tâm ta mà sa lệ ngạ xì giữa mà nuôi chuyên ngạ và đã xây dựng ngã bộ đề xuất mua hè và giật hình thành và giật đề tài về là thử nghiệm ẹ quyết đường xa ra đạc giật ủ xa Bà đi khăn hòa, khen dựng mục tiêu là nuôi đi đời ngã cổ để đề tài về việc thành công nuôi cung ứng bơm mu sản xuất phẩm ngã bắt đầu và việc về đáp ứng ngã thị hiếu thị trường khắc phục việc ngã hâm mu nhược điểm và việc xẻ quyết đường Sarada Địa nội ngã nhà và gặp một đạ bơi bổ sung sản xuất các yếu bila bơm hâm mu năng suất đã lùi lọt Địa nội sông cầu cây đời đợi bịa việc ngã thiết lập hâm mu cây ở Boquit rút tết lùng của nội suy Pila yu drei tu ya bu pang mo brei tu din ki mu pa bu pa mu hin ba go sat ka sit rao pa ma tai ru o tung thu nga yu bia quy trình din học pa prong Khánh Hòa bố dược mua lợi thế bia prong khương la lĩnh vực bạc bạc nga chế biến bạc dược dự anan nong sáng bia mi tu tụ lawa trong gia bạc bạc dược nông nghiệp kaya tính do ka o dược samu tương ơn o si tiềm năng

Bà chết kỳ bộ phần dự sở ngành bộ dự ngạc liên quan và nghiên cứu bởi ứng dụng khoa học công nghệ đi bộ bà nông nghiệp mi ngạc bà gọt mùa đà bà tạo điều kiện mô thay đổi diện mạo bà dựng mô nông nghiệp nông thôn mô đi hướng hiện đại gà nạn lụt. Anh đề tài nghiên cứu gà bì chết quy trình bộ công nghệ từ trải nghiệm à bảo kem tiết kiệm mà đưa vào dược chế biến ngạ đi đời và dự thu hoạch cùng tam ma dược và trong hoàn thành ngạ sùa dự ứng dụng và chai ngạ ba cánh hòa ngành nông nghiệp Tama tham mưu ngã ủy ban nhân dân tỉnh tam ngã xây dựng hồ sơ nghị quyết gặp trình hội đồng nhân dân tỉnh và buộc thông qua như cơ chế chính sách hỗ trợ và đặt gà máy móc bệ thiết bị cây ngạ ngã phục vụ gạ dự khờ bộ bạ và giật và dự thu hoạch bộ sơ chế và đặt đặt và giật chế biến bộ đóng gói và buộc bảo quản cây nhà sản phẩm cây hè độ ngại nội dung và là ngã và đặt hỗ trợ tục cỡ như bơi phân tích chỉ tiêu xe an toàn thực phẩm xây dựng bắt đầu hệ thống ngã quản lý chất lượng xạ mù mục tiên tiếng tắt lưu ngã xây dựng dự bộ thiết kế bao bì và đủ cây à sản phẩm ngã đăng ký tham ma truy xuất nguồn gốc và phụ và quà dọc bộ ngã số mã bạc bẹ thậm chí chi hỗ trợ mù cảm dự nội dung đã lạ và tệ gà xúc tiến thương mại mục tiêu ngã đi <laughs> bộ uni cây ngã nông nghiệp tính có gia tăng nguồn lực nội tài gà giữ sản phẩm và giấc nông sản sự mà nội bộ chủ thể sở hữu Pi cứ gà ngạ mùa dược bò ngạ uni à gà nguồn lực mua gà nhà nước bẹ bài trò cả nhà dự doanh nghiệp không bẹ quan trọng mua dự chuyên gia gà khuyến khích và chai đầu tư số ma ứng dụng khoa học công nghệ cả do doanh nghiệp đi dự là vụ độ khu vực nông thôn miền núi khánh hòa và cả bộ dược định hướng và dạ bò và tạo điều kiện buộc bọ ngạ gà doanh nghiệp và dứt ngạ hình thành dự vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự sẽ lệ ngạ si bộ, bộ điều kiện tự nhiên cả nhà multi địa phương bỏ ngã tổ cỡ tam ở, và chước bơi giữ giải pháp, và giữ tập trung nguồn lực, gà và chước bắt chước sản xuất bọ nông nghiệp, mua gà lò hướng hàng hóa, và giữ cây nhà quy mô bầm khơi ngã, mà ứng dụng công nghệ cao tận lụt lọc ngã.